Quý vị khán giả, hiện tại thì bây giờ là các anh ở bên xã là đang hỗ trợ gạo cho bà con. Như mình đang nhìn thấy cảnh bà con cầm những cái tem phiếu này, rất là nhớ đến những cái gọi là cách đây khoảng vài chục năm mà mình và từ thời tem phiếu ấy. Anh có 8 khẩu thì anh sẽ nhận được là mỗi khẩu là 5 cân gạo, mọi người sẽ được 40 cân. Như cứ người càng đông, nói chung khẩu càng đông thì sẽ được nhận hỗ trợ càng nhiều. Anh em là ở bên thôn nào đấy? Thôn Xín Thầu anh ạ. Xín Thầu cách đây xa không em? Cách tầm chục cây số. Chục cây số ấy à? Thờ là trưởng thôn đúng không? Vâng. Thì đang đi thấy phát phiếu cho bà con này, đây anh mượn một cái được không? Đây mọi người ạ, đây phiếu của ở đây thì là có đánh số khẩu luôn, có cả dấu ủy ban xã để bà con lên là nhận gạo cho chính xác nhỉ? Vâng. Đây, đây của anh đúng không? Để em cho cho. Nhiều hộ có khi phải dậy từ khoảng 3-4 giờ sáng đi lên đấy nhỉ? Đi bộ phải đi từ sớm rồi. Đúng rồi. Mọi người hôm nay đến đây cũng rất là vui khi nhìn thấy các bạn là đoàn viên thanh niên của xã Lũng Pù là cũng đến hỗ trợ để giúp cho bà con là tặng gạo. Nàng Cao Nguyên xin tất cả các bạn chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại Nàng Cao Nguyên đang đi trên đường vào xã Lũng Trinh để tặng quà cho bà con nghèo ở trong xã mọi người. Đây, tuyến đường Nàng Cao Nguyên đang đi thì nó đang làm. Đấy, từ đây đi vào Lũng Phìn thì đường rất là lởm chởm, khó đi. May mà hôm nay trời nắng ráo nên là anh em đi nó di chuyển nó dễ hơn. Chỉ sợ là tí nữa về tắc đường rồi mọi người. Thì Nàng Cao Nguyên cũng sẽ đi thẳng đến xã Lũng Phìn để đợi hội thiện nguyện anh Công Vũ đến và sẽ trao tặng vào buổi chiều ngày hôm nay. Chiều ngày 14 thì sẽ tặng ở xã Lũng Trinh trước là 15 tấn gạo, hơn 15 tấn gạo. Còn sáng ngày mai sẽ tiếp tục là di chuyển về các xã như xã Khâu Vai này, xã Lũng Pù và xã Bài Lũng sau mọi người ạ. Xã Lũng Trinh thì Nàng Cao Nguyên đi vào trong đấy cách đây phải 3 năm rồi. Nếu mà quý vị khán giả nào theo dõi Nàng Cao Nguyên cũng sẽ biết. Nhưng mà bây giờ thì cũng lâu lắm rồi mình cũng chưa quay trở lại. Không biết là bà con ở trong đấy cũng như là cái tuyến đường đi nó có dễ dàng hay không. Mời mọi người theo dõi cái cuộc hành trình này của Nàng Cao Nguyên mọi người nhé. Thưa quý vị khán giả, hiện tại Nàng Cao Nguyên đã đến xã Lũng Phìn rồi. Xã Lũng Phìn thì năm ngoái hội thiện nguyện anh Công Vũ cũng tầm tầm giờ này cũng hỗ trợ cho xã Lũng Phìn mọi người. Xã Lũng Phìn ở thuộc huyện Đồng Văn, cách huyện Mèo Vạc đúng 16 cây số. Bây giờ thì đường đi làm đang làm đường nên nhiều khi là nó hay bị tắc đường mọi người. Bây giờ anh em mình sẽ đi thẳng vào trong xã Lũng Trinh của huyện Mèo Vạc. Thì bà con thì chắc bây giờ là cũng đã đợi đông đủ ở xã hết rồi. Thì anh Má là chủ tịch ủy ban nhân dân xã Lũng Trinh ấy, cũng điện cho Nàng Cao Nguyên mà bà con cũng đã chuẩn bị đã đến xong hết rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ đi vào trong ngã ba này đây. Mọi người ạ, hiện tại thì đoàn thiện nguyện anh Công Vũ đã đến xã Lũng Phìn rồi. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển vào trong xã Lũng Trinh mọi người ạ. Từ đây vào xã Lũng Trinh thì mất khoảng 5 cây số nữa. Đây phía bên này là chợ Lũng Phìn đây mọi người. Ở xã Lũng Phìn thì
năm ngoái hội thiện nguyện Anh Công Vũ ấy cũng vào trao tặng cho bà con ở trong này là cũng gần 20 tấn gạo rồi mọi người. Xã Lũng Trinh thì cũng là một trong những cái xã rất là khó khăn của huyện Mèo Vạc. Đường xá đi lại tuy rằng nó cũng đường nhựa hết rồi mọi người, nhưng mà cũng là một xã xa, nói chung là xã cuối cùng ở trong này là đi vào ngõ cụt luôn ấy. Ở khu vực xã Lũng Trinh này thì có rất là nhiều cái hố sụt, cực nhiều luôn ấy. Dọc từ đây đến trải dài đến huyện Mèo Vạc thì Nắng Cao Nguyên sẽ quay lại đây và đi thám hiểm xung quanh này cho mọi người xem nhé. Mình cũng rất là thích đi khám phá những cái chỗ mà gọi là chưa ai đặt chân tới ấy, chưa ai biết tới. Có rất là nhiều những cái hố trời, giếng trời. Bà con bây giờ ở trong xã thì cũng đã tập trung đầy đủ hết rồi. Vừa nãy mình vừa điện thông tin cho các anh ở trong xã thì bà con đang bê gạo ra ngoài. Hôm trước mưa mới chuyển vào trong nhà thì sợ mưa ấy. Bây giờ ở đây là hay cái kiểu là đêm mưa xong là ngày nắng mọi người ạ. Kính thưa quý vị khán giả, hiện tại thì Nắng Cao Nguyên đang có mặt tại trung tâm của xã Lũng Trinh. Hôm nay thì bà con đã ra rất là đông rồi mọi người. Có một số bà con là ra từ sớm rồi cơ. Đấy, bây giờ đoàn hội thiện nguyện Anh Công Vũ thì cũng đang làm việc với lại các anh ở trong xã. Một chút nữa sẽ trao tặng cho bà con luôn. Thì chúng ta cùng nhau là tặng quà cho bà con ở Lũng Trinh mọi người nhé. Đấy, đây cả các chị em này. Còn mang cả như mọi người cái đặc trưng riêng của đồng bào người vùng cao thì là các chị em này đang vào mùa dệt vải lanh. Đấy, tay lúc nào đi là có cái xoay xoay xoáy đỡ nghịch đỡ buồn tay mọi người ạ. Quanh thì quấn cái những cái vải lanh. Đấy, bây giờ chúng ta đợi một lúc nữa thì sẽ bắt đầu là tặng quà cho bà con sau mọi người nhé. Quý vị khán giả, hiện tại thì bây giờ là các anh ở bên xã là đang hỗ trợ gạo cho bà con. Như mình đang nhìn thấy cảnh bà con cầm những cái tem phiếu này rất là nhớ đến những cái gọi là cách đây khoảng vài chục năm mà mình gọi từ thời tem phiếu ấy. Nhưng mà phải làm như thế này để cho bà con là nói chung là nhận là đúng người mọi người ạ. Bà con là không sợ bị nhiều hỗ trợ người ít ấy. Đây mọi người, đây bà con hiện tại này. Đây anh ở xã nào đây anh? Anh ở thôn nào? Anh có biết tiếng phổ thông không? Sủng Tà. Các anh ở Sủng Tà là cách đây khoảng bao nhiêu cây hả anh? Bao nhiêu km? Đây mọi như như anh này là tên là đây mọi người ạ, đây anh là Hờ Vả Sò đấy anh ấy, Hà Vả Của à, của anh ấy có 8 khẩu thì anh sẽ nhận được là mỗi khẩu là 5 cân gạo, mọi người sẽ được 40 cân đấy.
như cứ người càng đông, nói chung khẩu càng đông thì sẽ được nhận hỗ trợ càng nhiều, vì có một sự như là trước anh em mình cũng đi hỗ trợ cho bà con như thế này ấy, thì có khẩu ít, ví dụ có một người cũng được 20 cân mà 10 người cũng được 20 cân, như thế thì sẽ thiệt thòi cho bà con hơn. Đấy cũng theo cái phương cách của các anh ở ủy ban xã đây, là mỗi người đấy cứ đến nhận gạo là cứ cầm tem phiếu đến nhận cho dễ. Đây còn đây, vừa nãy mình cũng là vừa nói chuyện, anh là ở thôn nào anh nhỉ? Há Đề là cách đây xa không anh? Ở cách đây khoảng 8 cây. À 8 cây là có đường xe máy đi lại hết rồi gì anh? Có rồi. À thì anh hôm nay là anh cũng lên là nhận hỗ trợ tặng quà đúng không ạ? Không, anh về lấy tiền dầu. À thế anh là thế là không phải trong hộ nghèo đúng không? Vậy. Gần như hỗ trợ ở đây là có hơn 500 hộ nghèo. Vâng. Thế anh bình thường anh đi là di chuyển bằng xe máy hết. Vâng. À, thế em cảm ơn anh nhá. Vâng. Đây mình sẽ đi xem là bà con ở khu vực đây này, phía bên này xem có những cái thôn nào ở xa không. Đấy. Đây một số bà con là cũng đã nhận gạo xong hết rồi đây. Ôi, chào anh em nhé. Ôi, chào em nhé. À, anh tên là gì anh? Anh tên Nô ạ. Hùng, anh Hùng à? À tên gì? Tên là Nô. Nô, anh Nô ở nhà gần đây không? Em, ở thôn nào? Sủng Tà. Sủng Tà, cách đây xa không anh? Hơn 3 cây. Hơn 3 cây ạ? Là có mình có đường xe máy đi lại hết rồi vậy anh? Bé quá, vừa mỗi cái xe máy đi thôi ạ. Mỗi xe máy. Hơn mấy. Nhà anh là có bao nhiêu khẩu? Là khẩu 5 khẩu đúng không? Thế là mình đã nhận hết gạo đây rồi ạ? Nhận hết rồi. Là 5 khẩu là sẽ được 25 cân đúng không? Cứ mỗi khẩu 1 cân mà. Ồ thôi em một lần nữa chúc mừng gia đình nhé. Chúc mừng anh nhé. Đây như chú cũng ở gần đây không chú? Ngay đây ạ? À? À thế chú là hôm nay cũng ra là nhận hỗ trợ đúng không ạ? Vâng. Nhà chú có đông người không ạ? 9 khẩu. 9 khẩu đấy. Nhà đấy có những số khẩu rất là đông luôn đấy nhỉ? Chú là đi bộ ra ngoài này hay đi xe máy? Đi xe máy. À. Ở đây chú có biết thôn nào là xa nhất của xã mình không? Sủng Tà thôi. Sủng Tà xa nhất là 8 cây đúng không? Tiền Xính. À Tiền Xính à? Sủng Tà Sủng Khề thì xa nhất. Thế là bao nhiêu cây ạ? Hơn 3 cây. Hơn 3 cây à, hình như thì có cái thôn tít tít ở đằng kia là thôn nào nhỉ? Sủng. Đây là Sủng đấy ạ. À. Từ đây đi xuống là cái đường xe máy cũng khó phết đấy chứ nhỉ? Vâng. Lần trước là cháu đi vào trong đấy một lần rồi. À. Vâng. Làm dạ đi làm cái đường à không từ trước cháu vào chơi thôi và cũng thăm tâm rồi tặng quà bà con đấy vâng. Dạ vâng đúng rồi ạ, điểm trường. Vâng điểm trường đấy. Vâng cháu cảm ơn các chú nhá. Đấy mọi người hôm nay cũng quá phấn khởi luôn nhỉ. Đấy bây giờ thì cũng năm nay cũng mất mùa ngô đúng không chú?
À? Năm nay là ngô mình có bị mất mùa không? Năm nay có đấy, có nếu mà lúc bị thiệt hại thì lúc thì chí rồi. À, thì căn bản là năm nay ít mưa này đúng không? Ít mưa đúng không? Nhưng mà ngô nó không phát triển được. Vâng. Nó lại khô lao lắm, khô hả? Vâng. Vâng. Thôi cháu cảm ơn chú nhé. Đấy mọi người, đây còn rất nhiều thôn còn chưa được nhận. Nếu mà từ giờ mà phát theo cái danh sách thì mọi người chắc cũng phải khoảng tầm 2-3 tiếng mới xong. Thì bên chỗ hội thiện nguyện anh Công Vũ cũng như là trong đoàn thiện nguyện thì sẽ tặng quà cho bà con một số trước rồi sẽ bàn giao lại cho xã để cho các anh trong xã để phát cho bà con thì nó sẽ chính xác hơn mọi người ạ. Đây chúng ta vào nhau và đây theo dõi đây mọi, bà con ai phấn khởi đây. Ui có chị này vác bao nhiêu cân này, cái này phải gần 50 cân này. Gần 50 cân gạo luôn, khỏe thật đấy. Chứ mà nếu mà tính ra 5 cân gạo này một khẩu ăn là cũng phải được từ 10 ngày đến 10 ngày đến 15 ngày đấy mọi người ạ. Đấy. Cũng đỡ cho bà con một phần nào. Đấy, giúp đỡ cho bà con về cái cuộc sống hàng ngày. Rất là vui, thực sự một lần nữa Nàng Cao Nguyên cũng nhân tiện đây cũng xin được chân thành cảm ơn Hội Thiện Nguyện Anh Công Vũ đã hỗ trợ cho 4 xã của huyện Mèo Vạc là 72 tấn gạo. Đấy, cũng như là cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn đồng hành và theo dõi kênh YouTube Nàng Cao Nguyên để mời mọi người theo dõi thêm một chút về những cái hình ảnh của bà con của ở xã Lục Trinh nhận gạo như thế nào mọi người nhé. Nàng Cao Nguyên xin chào tất cả bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại Nàng Cao Nguyên đang có mặt tại xã Khâu Vai, một trong những xã cũng rất là khó khăn của huyện Mèo Vạc. Ngày hôm nay thì Nàng Cao Nguyên sẽ tiếp tục cùng với hội thiện nguyện của anh Công Vũ sẽ vào trao tặng quà cho bà con. Là tổng ở xã Khâu Vai này là có 922 hộ nghèo mọi người, thì sẽ phát là 25 tấn, hơn 25 tấn gạo. Đây xin mời mọi người đi vào cùng Nàng Cao Nguyên là cùng theo dõi bà con được nhận quà như nào mọi người nhé. Ở xã Khâu Vai phải nói là rất rất đông người luôn. Vừa nãy thì các anh hội thiện nguyện anh Công Vũ cùng với các anh bên chính quyền cũng vừa trao đổi xong, thì bây giờ sẽ trực tiếp là trao tặng cho bà con. Đấy. Nói chung là bây giờ phải nói là như mọi người biết là cái thời gian này đang chưa thu ngô nên là bà con cũng đang hết ngô rồi mọi người. Đấy, toàn bộ ở đây thì sân ủy ban là kín mít luôn. Đấy. Xem này. Bây giờ sẽ phát theo cũng giống như kiểu là ở bên xã Lũng Trinh ấy mọi người. Bà con là sẽ nhận phiếu. Đấy, nhận phiếu là mỗi một khẩu sẽ được 5 cân gạo, sẽ chia ra cho các trưởng xóm, trưởng thôn ấy. Để trưởng thôn là sẽ phát cho các thành viên ở thôn mình để cho nó dễ mọi người ạ. Thì để tránh nhầm lẫn vì cái số lượng người nó quá đông đi mọi người ạ. Đây, đây có những anh em đến từ rất là sớm rồi, là từ 6:30 là bà con đã tập trung ở đây hết rồi. Đấy. Thôi mời mọi người nhé.
Anh em là ở bên thôn nào đấy? Thôn Xín Thầu anh ạ. Xín Thầu cách đây xa không em? Cách tầm chục cây số. Chục cây số ấy à? Thế bà con từ ngã ba Quan Xí lên anh. Từ ngã ba Quan Xí thì đường xe máy cũng đi thoải mái hết rồi đúng không? Ô tô cũng vào được. Ừ. Em ở thôn ở xã mình là thôn nào xa nhất? Xa nhất là có Xín Thầu với Xín Thầu. Trường Chê. Có thôn nào anh thấy ở dưới thủy điện không? Thủy điện là cũng có rồi, cũng gần thế. Cũng gần thế là đi từ đây xuống là cũng đường to hết rồi mà nhỉ? Em tên là gì? Em Hờ. Hờ à? Vâng. Hờ là trưởng thôn đúng không? Vâng. Thì đang đi thấy phát phiếu cho bà con này, đây anh mượn một cái được. Đây mọi người ạ, đây phiếu của ở đây thì là có đánh số khẩu luôn, có cả dấu ủy ban xã để bà con lên là nhận gạo cho chính xác nhỉ? Vâng. Thôi anh cảm ơn em nhé. Nói chung rất là vui mọi người ở đây. Toàn bộ các trưởng thôn đang phát lại phiếu cho bà con hết đây. Thế là như thế là khả năng là như em ấy vừa nói là xã Xín Thầu, thôn Xín Thầu là xa nhất đấy mọi người ạ. Chúng ta bây giờ trước khi ấy thì chúng ta cứ vào xem để tặng gạo cho bà con như nào mọi người nhé. Đấy, ở phía bên kia kìa. Đấy là một thôn là sẽ nhận trước, nhận gạo trước. Đấy, cứ theo từng thôn một bao nhiêu gạo sẽ chia ra tổng bằng đấy thôn. Đọc từng hồ đấy, đọc hồ đấy. Không ơi, đọc hồ đầu tiên đi. Quất thì ly. Mang thì loạt tay của mình đâu. Rồi nó mắc à. Quất thì ly. Vừa mới hờ phiếu. Đấy. Mấy khẩu? Vừa mới gì? Tám. Tám khẩu. Là tám bao, bốn này. Đây, lấy cho chỗ này luôn anh. Tám khẩu. Định thì ôi trời. Đây, tám. Phiếu ơi. Thôn chủ thu lại phiếu đi. Đây này, thu rồi, thu này. Đây. Ôi cái bê gạo này em có bê được không? Có chiên được nào? Nặng phết đấy. Cái chỗ này là 40 cân đấy. Lo cho chiên đi đấy. Đây này. 40 cân gạo đấy. Vâng, rồi. Đấy. Xin ơi. Này hộ này bao nhiêu khẩu đây anh? 8. 8 khẩu. 8 khẩu ạ, cũng 8 bao. 4 5 6 7 8 đây ạ. Vâng, chú ba. 5 6 5 bao nhá. Có chi bao nhỉ? Đây. Đây của anh đúng không? Để em cho cháu. Cháu mua tổng tiền đấy. Vâng, chú ba. Nhà mình xa không anh? 2 khẩu. 2 khẩu. 2 khẩu lấy 2 túi. Nó bảo vác này nhà mình xa không? Xa đấy. Cách đây xa đi bộ à hay đi xe? Đi xe. À may đấy đi xe không vác chết. Nhà mới khách 8 khẩu rồi. Tám khẩu. Ba, bốn. Tám bao. Tám bao. Tám ra đi. Bao này là mì á. Không rồi đủ đủ ạ. Vâng. Mai để mua ra. Mua đây để trả đây. Đây nào đây. Đi bộ đúng không? Như cô là nhà ở đâu cô? Cô biết tiếng phổ thông không? Thế một số đi bộ ví dụ như kiểu là được nhà 10 người được 50 cân vác về kiểu gì? Chắc có ai có xe là ấy đúng không? Em có xe, có nhiều người nói chung bà con mình cũng vất vả đúng không?
nhận được bao gạo về cũng đi vất. Ừ. Thì căn bản là bây giờ ở thôn, ở xã mình có nhiều thôn xa đấy. Nhiều thôn cách hơn 10 cây. À. Bà con đi từ sáng sớm về ra đi chơi. Nhiều hộ có khi phải dậy từ khoảng 3-4 giờ sáng đi lên đấy nhỉ. Nhiều đi bộ phải đi từ sớm rồi. Đúng rồi. Thôi nhưng mà đi chợ ấy nhiều hộ. Thì khẩu mình là như nhỉ? Ở tổng xã mình là có, đây có, đây tôi có danh sách mà. Tổng xã mình là có 5.066 khẩu. À, đấy là của hộ nguyên hộ nghèo, hộ nguyên hộ nghèo. Tổng 922 hộ nghèo. Đấy, mỗi khẩu được 5 cân là cũng được hơn 25 tấn. Đấy, mọi người nói cho bà con rất là háo hức luôn. Khi mà đến xã đấy nhận các cái phần quà để mang về nhà đấy, một số hộ sẽ còn đi bộ này. Đấy, nhưng chắc là sẽ gửi hết, những ai có xe máy mình sẽ gửi. Đấy, mọi người ạ, bây giờ bà con mang gạo về thì anh em mình cũng sẽ phải di chuyển gấp là sang xã Lũng Pù để ở dưới này em để dưới xe này cơ, để trao tặng cho bà con ở bên đấy, vì là tí nữa là các anh cũng có lịch trình là sang bên xã Pải Lủng xong là về Cao Bằng ấy, hơi gấp một chút thì số gạo còn lại là sẽ gửi lại về cho các anh ở xã để gửi cho bà con sau. Thì bây giờ mình đang hôm trước mang vào xã là thiếu mất 30 cân để xuống xe lấy cho anh em đã, để mang lên tặng cho bà con là cho đủ cái số lượng gạo và theo số khẩu ấy, mọi người ạ. Mọi người thông cảm nên mình cũng sẽ không quay được kỹ cho mọi người xem về cái chuyến tặng gạo này, vì đúng thật là ở các anh trong đoàn còn rất là nhiều việc ấy, xong là còn đi sang bên Cao Bằng nữa, sợ sang lại muộn. Đây. Đây. Chắc là quý vị khán giả không lạ gì đối với khung cảnh này rồi, vì là mình cũng quay rất là nhiều những cái clip ở đây rồi, hàng năm thường đây, chỗ khu vực này tập trung rất đông vào ngày 26 tháng 3 luôn. Đây ở bên này, xe bên này anh ơi, đấy em lại để xe ngoài này. 1, 2, 3. À đây, chỗ này được 20 cân thôi. 20 cân để em tháo nốt ra đã. Đây, chờ tí nhé. Đây, cái chỗ gạo này thì sẽ mang cho bà con, tặng cho bà con Cán Lủng luôn mọi người ạ. Anh ơi, chỗ gạo này là tí nữa đến là chỗ Cán Lủng chắc không đủ 4... Không, mình cho hộ nghèo cũng được. Dạ vâng. Là mình phát cho mỗi hộ 5 cân, còn thừa thì cho những cái... Dạ, dạ vâng. Vâng. Gọi là có quà đó mà. Vâng. Đã, à, ok rồi. Đấy. Đấy, còn đây thêm đây, hai bao nữa là đủ 30 cân nhá. Có gì anh mang lên trên chợ đưa gửi cho canh ở xã hộ em đi nhá. Thì sợ tí nữa lại không, lại không đủ cho gạo cho bà con mình ấy. Đấy. Đúng rồi. Anh. Vâng. Nếu mà chợ B ra ngoài kia xa quá không anh? Hay phát đây nữa không anh? Vâng. Chỗ này thì mới ấy được. Thôn 1 trước thì dạ, vâng. Thôn 2. Theo thôn. Có loa không? Để đây đỡ gạo ướt. Bây giờ B ra ngoài sân thì ấy lắm. Xa lắm cái chuyện này. Dạ vâng. Cho người ta ngồi. Vâng. Đợi nắng.
xã này là được 19 tấn 8 này. Vâng. Thế kiểu này đi thì tí nữa cứ xuống Cán Lủng xong là chiều mình mới đi ra kia. Ô tô đi được thôn không? Đi được mà vẫn như trước mày. Đi được à? Vâng. Xuống tận thôn luôn mà anh. Phải đi bộ thì không được. Ủa xa lắm chị ạ. Đi từ ngoài vào trong là 3 cây 8 mà. Thế là chứ mình đi bộ á, một lần đi bộ. Đợt đấy là hình như là vẫn là đường bé sao nhỉ? Chưa làm. Vâng. Ơ chào gấu nhá. Khỏe không? Ừ, hôm nay cũng đi lên ấy à? Nhận gạo hỗ trợ đúng không? Thế đường ở dưới mình xong hết chưa? Chưa làm xong à? Đường có 800m ạ. Còn này có 700m ạ. 700m nữa cơ? Ai già. Cũng còn nhiều phết nhỉ. Ừ. Thế thôn mình kéo điện xong hết rồi gì? Xong hết rồi. Ừ, bây giờ thế tivi các xem được chưa? Tivi kia mở không lên được. Thế chắc là do cái chảo phải không đúng hướng. Cái để bế ở dưới kia cứ nháy đi nháy về ra không mài không ra được. À thế là do chảo đấy. Do chảo. Do chảo. Cái hướng. Thế không biết là mọi người còn nhớ bạn gấu không? Bạn ở bên chỗ thôn Há Tẩu Sò. Cái thời gian mà trước anh em cũng xuống là hỗ trợ tặng tivi đây đấy. Hôm nay là các anh trong đoàn này tặng tivi cho mình này. À, đợt trước ấy. Đợt trước á? Ừ, đợt trước tặng tivi cho mình, hôm nay là đến đây là tặng gạo cho bà con đấy. Đấy. Mọi người đây là được tặng quà đúng không? Mọi người quên không giới thiệu mọi người đây thì hiện tại anh em đang có mặt ở xã Lũng Pù rồi. Đấy là xã Lũng Pù thì cũng có được anh Hội Thiện Nguyện Anh Công Vũ hỗ trợ là 19 tấn 8 gạo. Đấy cũng rất là vui khi mà đấy bà con ở xung quanh cái khu vực bên mấy xã núi đá này đều có quà vào cái mùa giáp hạt này. Bây giờ mời mọi người cùng nhau theo dõi cái clip này của Nắng Cao Nguyên mọi người nhé. Cô này không biết có đi xe máy không? Không đi xe máy chở về kiểu gì đây? Khách tự lo cho gia đình, nếu mà dạ, trên 40 cân phải không có xe máy phải đi 2 người. Dạ vâng. Ô, nặng lắm đấy. Đây, 9 khẩu. Đây, để em bỏ vào cho. Ô, chú vác được không? Cái này ấy, nhiều này, chú có vác được không? Nặng lắm ấy. Đây 9 khẩu đúng không? Em đấy không? Đâu để anh xách ra ngoài cho em nhận xong rồi ấy gì? Đấy hôm nay được các bạn đoàn viên thanh niên ra giúp đỡ. Mọi người hôm nay đến đây cũng rất là vui khi nhìn thấy các bạn đoàn viên thanh niên của xã Lũng Pù là cũng đến hỗ trợ để giúp cho bà con là tặng gạo, vì cái số lượng người ở xã Lũng Pù cũng rất là đông. Mọi người ở xã Lũng Pù thì có 617 hộ nghèo, thì bao gồm là 3.960 khẩu. Thế tổng số gạo như vừa nãy Nắng Cao cũng đã nói là được 19 tấn 800 cân. Đấy. Nhưng mà cũng để mà phát đến tận tay đến từng người mà hết bằng này con người thì cũng phải đến buổi chiều mới xong đấy mọi người. Không đơn giản đâu. Ở bên xã Lũng Pù thì cũng thực hiện theo cái chế độ như kiểu là đấy, đọc đúng khẩu. Mỗi khẩu là 5 cân. Mọi người ạ.
bà con còn tập trung ở ngoài rất là đông nữa. Bây giờ cứ phát vào đây này, cứ phát theo thùng tụ thôn đấy, cứ mỗi ở thôn xong là sẽ chuyển ra, sẽ thôn khác vào, như thế sẽ đỡ nhầm lẫn hơn người ạ. Không? Bây giờ khá là đông, rất là nhiều quý vị. Ôi, chào anh Xính nhá. Mọi người không biết còn nhớ anh Xính không? Ngày xưa lái máy là mở đường cán lủng đây. Đúng rồi. Xong là còn là sự nghiền bột đá để làm đường đấy. Hôm nay cũng đi nhận gạo đúng không anh? Đúng rồi. Thế nhà anh được bao nhiêu khẩu? 6 khẩu. 6 khẩu thì được 6 bao. Đấy, 6 bao. Là được 30 cân. Đấy. Đấy, hôm nay nhìn thấy anh Công Vũ chưa? Anh Công Vũ hôm nay là hỗ trợ mình ở đâu rồi nhỉ? Anh ấy chắc là đi trước rồi. Chắc đi trước rồi. Thôi em chào anh nhá. Ok anh nhá. Anh em gặp nhau sau nhá. Đấy mọi người. Hôm nay đi gặp toàn người quen mọi người ạ. Đang nói dở câu chuyện vừa nãy thì chắc là rất là nhiều quý vị khán giả cũng đang thắc mắc, cũng rất là tò mò khi mà cái bể ở dưới cán lủng ấy hiện tại như thế nào rồi. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau xuống xem luôn mọi người nhé. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hiện tại sáng ngày hôm nay thì anh em team Nàng Cao Nguyên cũng như là hội thiện nguyện anh Công Vũ ấy thì cũng đã đi phát xong và hỗ trợ gạo xong xã Khâu Vai này, xã Lũng Pù mọi người. Thì chiều ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các anh tiếp tục là đi hỗ trợ và tặng quà cho bà con ở xã Pẩy Lủng trên dọc đường tuyến đèo Mã Pì Lèng, rất đẹp và nên thơ đấy mọi người. Đấy, rất là vui khi bà con của Mèo Vạc cũng đã nhận được những cái món quà rất là ý nghĩa của hội thiện nguyện anh Công Vũ cũng kêu gọi. Đấy, đến ngày hôm nay thì là ngày cái buổi cái thôn xã cuối cùng của huyện Mèo Vạc rồi. Đấy, thì mời mọi người đi vào thăm bà con cũng như là thăm xã Pẩy Lủng xem có những gì mọi người nhé. Như xã Pẩy Lủng thì nó nằm trên cái tuyến đường đèo Mã Pì Lèng đấy, ngay cách Đồng Văn khoảng 5 cây số mọi người ạ. Như ngày trước mọi người hay đi du lịch thì sẽ đi xuống cái bến thuyền của xã Pẩy Lủng là ở bên chỗ đằng đường Đồng Văn ấy, nhưng mà hiện tại thì cái tuyến đường đấy bây giờ là do nó nguy hiểm quá nên là đã cấm không cho đi, là bây giờ là sẽ đi xuống dưới đường vào ba xã biên giới để vào hẻm tu sản chơi mọi người ạ. Đấy. Bây giờ mời mọi người tiếp tục theo dõi cái clip này của Nàng Cao Nguyên mọi người nhé. Tại mình đã đến đầu của xã Pẩy Lủng rồi. Đấy, cái khu vực này là cái tuyến đường rất là đẹp của đèo Mã Pì Lèng. Đấy. Khu vực này là đến vào mùa ong, mùa hoa bạc hà ấy, nó nở rực cả cái tất cả các cái ngọn núi này luôn mọi người, đẹp lắm. Bây giờ thì còn cách trung tâm xã còn khoảng tầm 1-2 cây số nữa thôi là chúng ta sẽ đến nơi rồi. Bà con thì cũng đã ra cũng khoảng tầm từ 12 giờ 1 giờ rồi mọi người. Thì ai cũng háo hức ra để được nhận quà. Nhưng mọi người cũng biết thì Nàng Cao Nguyên nói ở rất nhiều clip rồi, thì do là một năm nay là mất mùa đấy, hỏi ai cũng
bà con bảo mất mùa năm nay không có ngô đấy. Ngô đặc biệt nó còi mọi người ạ. Còi xong là bắp thì bình thường một cây năm ra ba bắp này. Nhưng năm nay khi có cây không ra bắp nào, có cây được bắp thì nó còi kinh khủng. Nên một số bà con khi đây này, đang đi xuống đây mọi người đấy. Còn phía bên này nữa, ta sẽ vào thẳng ủy ban xã. Ở dưới xã Phải Lủng có một cái hồ treo rất là lớn luôn. Tí nữa mình cùng nhau vào mọi người nhé. Chỗ xã, trung tâm xã Phải Lủng rồi. Khu vực này thì cũng khá là sầm uất đấy mọi người, vì nó nằm đúng ở giữa tuyến đường du lịch. Đây, bà con thì đã đợi sẵn ở tít phía trước rồi. Em gọi cho ông phó chủ tịch xã, chủ tịch hôm nay lại ốm. Vâng, alo anh ạ. Vâng, em vừa vào đến xã xong anh ạ. Đây ạ. Vâng. Dạ vâng. Dạ vâng, bà con tập trung đông quá anh ạ. Dạ vâng ạ. Dạ đâu em sợ xong. À đây, tí nữa vào đây quay sau anh ạ. Vâng. Ok anh ạ. Dạ vâng. Vâng, ok anh ạ. Vâng, đây. À đây anh ạ. Dạ vâng. Vâng, em chào anh. Vâng, em chào anh. Em chào anh ạ. Vâng. Dạ vâng, bà con mình đến chắc đợi lâu chưa? Lúc 1 giờ à? Anh. Từ 1 giờ hôm qua mình thông báo thế rồi. Dạ vâng. Có gì đâu, ngồi chơi nói chuyện. Dạ vâng. Ngày hôm nay cũng thứ 7, chủ nhật rất tả các anh quá. Ơi, các bạn nhá. Khỏe không? Lâu lắm rồi nhỉ. Nó làm trong này rồi à? Ờ, vào trong này mà. Ờ. Uống nước. Vâng. Anh em vào trong này uống nước này. Mọi người vừa nãy thì anh em mình cũng vừa mới nói chuyện với các anh ở xã xong thì bây giờ sẽ bắt đầu là tiến hành tặng gạo cho bà con luôn. Đấy, vì là vừa nãy cũng chia sẻ với quý vị khán giả là mình cũng nói chuyện với bên chỗ anh Chi là phó chủ tịch xã, thì anh cũng bảo có những thôn ở đây rất là xa, đi bộ 25 cây số mọi người. Thì trong 2 ngày vừa rồi thì mình đi thì đúng là cái xã Phải Lủng tuy rằng là chỉ có hơn 400 hộ nghèo thôi, nhưng mà có một cái thôn xa cực mà ở đấy là bà con rất nghèo, không có phương tiện kiểu xe máy đi lại, gần như là đi bộ. Đấy, thế tí nữa là sẽ tặng cho bà con ở chỗ cái thôn đấy trước, sau đó thì các cái thôn gần sẽ tặng sau mọi người ạ. Đây, sẽ bắt đầu chúng ta sẽ vào đây để cùng trao quà cho bà con mọi người nhé. Anh cố gắng giữ cái bao để tí nữa bà con đấy. Vâng. Đây tháo. Đây để em à, đây bên này. Sáng nay vừa học được chiêu à? Ở đây có những hộ gia đình phải trên chục khẩu đấy anh nhỉ? 16 khẩu. Ủa 16 khẩu. Đây tí nữa đọc 16 khẩu đấy.
thôn hộ đấy ở thôn xa không anh? Thôn cách đây 1 km. À thế mày cũng gần đấy. Không là một người vác bằng đấy gạo về thì chết. Tháo này không đơn giản đấy, anh cứ ngồi loay hoay mãi này không được luôn, hai khả năng nhầm đầu rồi. Ừ anh tháo đúng nút đầu đấy. Đấy. Ơ. Ừ. Không được. Nên thắng mà. Của ga được chưa? Anh mày đi thực hiện nhiều nhất ở đây rồi đấy. Hả? Chị Huệ kinh nghiệm là 2 năm phát gạo đấy. Được chưa? À đây 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 rồi. Dùng dao hay bị sửa vào trong lắm đấy. Ủa cái này nó thắt nút vào rồi đấy. Ờ cho mượn cái dao đâu nhỉ? Hai cái kìa mà. Cái dây này hai cái. Đúng rồi, cái dao vừa nãy đâu nhỉ? Tôi đi. Đây, cái này cất cho bà con. À, mọi người ạ, khi mà đến đây phát gạo thì mình thấy một em thanh niên rất đẹp trai, vàng đeo đầy người. Em ở thôn nào? Em ở thôn Lai Lộc. Hả? Em tên là gì? Bó. Bó bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 17. 17 tuổi đúng không? Thế nhà em có đông gì người không? Nhà em là mà 6 người. À 6 người sẽ nhận được hỗ trợ 30 cân gạo. Đây anh quan sát thì em thấy thấy em có cái vòng cổ rất đẹp luôn. Cho anh xem tí được không? Đây có phải vàng thật không? Không ạ. Hả? Không. Ô đây nhìn như này vàng thật rồi đúng không? Đấy trêu mọi người một tí nữa ạ. Đây là cũng là cái kiểu thanh niên mà ai cũng thích làm đẹp đúng không? Thế nhà đi bộ có xa không? Có. Hả? Xa. Đi bộ thì phải đi 2 tiếng 3 tiếng. 2 tiếng 3 tiếng thì hả? Nhưng mà em có đi xe máy ra không? Có em. Ờ à, thế có xe máy đỡ rồi. Nhà đi đường bên này hay bên này? Đường bên này đi đường Thảo Lộng. À. Thế thôi. Ờ thì anh cảm ơn em nhé, bắt tay cái nào. Đấy mọi người, nói chung là cũng vui vui vậy thôi. Cái bà con thì ở đây cũng ai cũng háo hức khi mà nhận những cái phần quà rất là ý nghĩa. Vì là họ hỗ trợ cho bà con cũng được khoảng tầm từ 10 đến 15 ngày về cái lương thực rồi. Cũng đợi đến sau cái vụ thu ngô ấy. Thì bây giờ cái vùng này theo mình quan sát ngô là cũng hình như chín trước so với các vùng khác mọi người ạ. Đấy. Rất là đông, tổng hộ nghèo của xã Bảy Lục này là 444 hộ này, bao gồm là 2.172 khẩu, là cũng được hội thiện nguyện của anh Công Vũ hỗ trợ là 10 tấn 860 cân gạo. Đấy. Thì là xã ít nhất trong 4 xã mà hội thiện nguyện anh Công Vũ đến hỗ trợ gạo. Nhưng mà lại có cái thôn xa nhất, nó cũng có rất là nhiều cái đặc biệt đây, ví dụ như bà con này. Mọi người đấy còn đang đứng đợi, nói chung là bây giờ cũng là chiều rồi, sẽ cố gắng là phát nhanh nhất có thể để cho bà con còn về nhà nữa, chứ không là tối quá thì sợ mưa mọi người ạ. We'll be right back.
cao biết rồi. Lưu Mỹ Sa cho tao. Lưu Mỹ Sa chứ đủ cho tao. Bé thủ lê. Lưu Mỹ Sa cho tao. Lưu Mỹ Sa chứ đủ. Anh Chín ơi, em cũng xin phép em cùng đoàn đi sang bên kia một tí anh ạ. Anh ơi, anh cảm ơn các anh em ở trong đoàn nhé. Dạ, vâng. Vâng, cũng gì mà. Vâng, em cảm ơn các anh hỗ trợ em. Vâng. Cảm ơn em rất là nhiều. Dạ vâng. Thay mặt cho ủy ban xã thì trân trọng cảm ơn các anh em ở trong đoàn đã rất là có những cái hỗ trợ kịp thời cho bà con dân trong cái mùa gọi là hạn hán và bị thiên tai vừa rồi. Vâng. Bà con rất là kịp thời, không biết nói gì hơn, thay mặt cho ủy ban xã cũng như bà con dân trên địa bàn xã là cảm ơn các em, cá nhân em và các anh chị ở trong đoàn rất là nhiều. Dạ vâng. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Mọi người bây giờ thì sẽ bàn giao lại số gạo cho xã. Chắc là cả ngày hôm nay clip cũng dài rồi. Nàng Cao Nguyên cũng xin được kết thúc video tại đây. Mọi người thấy video hay hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất nhé. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.